Có một câu chuyện kể lại rằng vào một mùa đông trời lạnh buốt, một tiểu đội đã được sai phái đến để bảo vệ một cây cầu. Và trong đêm lạnh lẽo ấy, có một người lính lên ca trực của mình vào lúc nửa đêm. Nhưng vì cớ thời tiết lạnh, anh đã quấn thêm cái mền. Anh rơi vào trong giấc ngủ lúc nào không hay, ngay trong ca trực đó. Vì vậy, trong lúc anh ngủ mê, kẻ thù đã lẻn vào tận nơi đóng quân và đã buông nhiều quả lựu đạn, khiến cho 7 thành viên ở trong tổng số 12 người của đội gác cầu phải chết. Ngủ mê hay là mê man là một điều ngược với tỉnh thức. Hay nói một cách khác, động từ tỉnh thức mà sứ đồ Phaolô đang nói đến ở đây là một hành vi ngược lại với mê man. Nó có nghĩa là cảnh giác và thậm chí là cảnh giác cao độ. Sau khi trình bày về nhiều điều của hội thánh Cô-rinh-tô trải qua 16 đoạn ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ đồ Phaolô tóm kết lại cho hội thánh bằng những lời cảnh báo và kêu gọi. Nếu ông bà anh chị em đọc trong các bản dịch khác thì hai câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc đó, câu 13, 14 của Cô-rinh-tô nhất đoạn 16, sứ đồ Phaolô lặp lại đến 5 lần chữ hãy. Bởi vì tình trạng của hội thánh Cô-rinh-tô lúc bấy giờ như là một hội thánh khá nổi tiếng, sống động, nhưng ở bên trong đang xảy ra nhiều hiểm họa do tình trạng suy đồi thuộc linh. Đó là họ bắt đầu chia rẽ, họ bắt đầu lên sự kiêu ngạo ở trong thuộc linh, họ lệch lạc cả trong vấn đề luân lý đạo đức. Bên cạnh đó, tà giáo, giáo sư giả dấy lên ở giữa hội thánh, đưa ra nhiều lý thuyết mới, học thuyết mới, thần học mới, và kể cả họ tranh luận với nhau về giáo lý này, giáo lý kia, không phải chỉ là để tìm kiếm chân lý, nhưng bày tỏ với nhau về sự khôn ngoan, thông thái, uyên bác của bản thân mình. Nhưng họ quên đi một điều: khi mê man sa đà vào trong những điều ấy, tức dân sự của Chúa đang suy đồi về thuộc linh và đối diện với những hiểm họa, cho nên sứ đồ Phaolô nhắc nhở họ phải tỉnh thức, phải tỉnh thức để sống động và thể hiện điều đó cách cụ thể ở trong nếp sống đạo của họ mỗi ngày. Sáng nay tôi muốn dùng lời Chúa trong hai câu kinh thánh này để gửi đến với ông bà anh chị em: người tỉnh thức là người có cảnh giác cao độ và thể hiện một số những yếu tố cụ thể ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Lời Chúa dạy ở đây, một người tỉnh thức đó là người vững vàng trong đức tin. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin. Từ liệu vững vàng ở trong ngữ cảnh này, nó có nghĩa rằng hiểu rõ về chân lý, thấu suốt về đạo đức theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Nó cũng có nghĩa rằng người vững vàng là người chín chắn, kiên định vững vàng ở trong niềm tin mình đã từng đặt nơi Chúa. Trước những điều dồn dập như là những cơn bão, như là những cơn sóng ập vào ở trong cộng đồng Cơ Đốc, ở trong hội thánh của Chúa, làm cho nhiều người nếu không vững vàng thì sẽ bị nghiêng ngả. Thưa quý ông bà anh chị em, hội thánh của chúng ta ngày nay có nhiều điều giống với hội thánh Cô-rinh-tô. Và điều nguy hại hơn nữa, đó là chúng ta đang sống trong những ngày cuối rốt này.
Cho nên có nhiều điều làm cho chúng ta bị chi phối. Hội thánh của Chúa ngày nay đang phải đối diện với nhiều điều thần cảm giả mạo. Ở chỗ này xuất hiện một nhân vật gọi là tiên tri, chỗ kia gọi là sứ đồ, chỗ nọ thì là người được ơn, vân vân. Rồi nay ở chỗ này Chúa phán, ngày mai Chúa hiện ra ở chỗ nọ. Có đôi lúc chúng ta không phân biệt được ở đâu là thật, đâu là giả. Ở giữa hội thánh ngày nay có nhiều điều người ta nói như có vẻ thiêng liêng, dùng ngôn từ thiêng liêng, nhưng sâu xa trong vụ việc ấy, trong những lời nói đó lại là giả dối. Người ta nói khiêm nhường, người ta nói đến danh của Chúa, nhưng kỳ thực không phải để tôn cao danh Đức Chúa Trời, nhưng đằng sau tất cả mọi điều ấy lại là một sự biểu lộ của kiêu ngạo thuộc linh. Người ta nói như thiêng liêng, như là tận hiến, nhưng kỳ thực là sống giả hình. Chẳng những như vậy, tà giáo hơn lúc nào hết đang xen vào trong hội thánh của Chúa ngay trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Tà giáo đang tìm mọi cách để quảng bá một cách rộng rãi. Các nguồn thần học, những quan điểm, những nhân vật của tà giáo đang tìm mọi cách để xuyên tạc về tổ chức, xuyên tạc cả về tín lý, và thậm chí là bẻ cong lời của Đức Chúa Trời theo kiểu đoàn chương thủ nghĩa. Dễ lắm mà chúng ta hoang mang, dễ lắm mà chúng ta nếu không vững vàng, không chín chắn, không sâu nhiệm, thì chúng ta có thể nghĩ rằng đó là điều tốt lành, đó là điều thiêng liêng, đó là điều mà Chúa phán dạy, và chúng ta tiếp thu nó, ủng hộ nó, và cuối cùng chúng ta trở nên một người bị ngã dài trên bước đường tin kính. Cho nên nếu tôi với quý ông bà anh chị em không cảnh giác, không sâu nhiệm, không chín chắn, thì ở đâu đó, ngay ở trong khi chúng ta ở riêng, ngay khi chúng ta sinh hoạt trong một cộng đồng, chúng ta sẽ trở nên một người bị nghiêng ngả về phương diện thuộc linh. Chúng ta nhìn thấy đám đông, số lượng đông, phong trào này phong trào kia đang nổi lên, và chúng ta trở nên một người đứng về số đông đó, và lại trở nên một người không còn đứng vững trong Đức Chúa Trời nữa, mà là một người bị thế tục hóa, mang danh là tôi con của Đức Chúa Trời, ở trong một hội thánh thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta lại là người đã bị thế tục hóa. Bùn nhơ của thế gian đã phủ lấp. Chúng ta tìm cách này cách khác che đậy, nhưng ở đâu đó những người xung quanh, những con người thiêng liêng nhìn thấy được rằng tôi hay ông bà anh chị em là những người đã bị nhuốm mùi trần, để chúng ta đem những gì trần tục vào ở trong đời thuộc linh của chúng ta, và nó đang lây lan ở trong hội thánh của Chúa nữa. Sâu xa hơn nữa, một người không vững vàng ở trong đức tin trong thời điểm này, ông bà anh chị em nghiêng ngả, thì chắc chắn rằng trước sau chúng ta cũng sẽ trở nên một người không phải chỉ bị thế tục hóa mà thôi, nhưng chúng ta còn trở nên một người mất đức tin. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em nghe những tiếng của đời, những cơn gió của đời ru chúng ta. Dễ lắm chúng ta trở nên người bị mê man, ngủ mê, mất cảnh giác. Nhưng bây giờ lời của Đức Chúa Trời đang nhắc nhở cho chúng ta. Hội thánh ngày hôm nay, từng người Cơ Đốc ngày nay cần phải là những người vững vàng trong đức tin để đứng với Chúa trong những ngày cuối rốt này. Điều thứ hai, một người tỉnh thức
đó là người sống trượng phu. Kinh Thánh chép: anh em hãy tỉnh thức, hãy dốc trí trượng phu. Từ liệu trượng phu ở trong bản dịch tiếng Việt dùng chữ trượng phu, và tôi tra từ điển thì có nghĩa rằng người trượng phu là người trưởng thành khí phách. Từ đó phù hợp với nguyên văn. Trong nguyên văn có nghĩa rằng là một người đàn ông trưởng thành, sống có khí phách. Có một bản dịch đã dịch rằng không ứng xử như trẻ con mà trở nên người đàn ông trưởng thành khí phách. Ngày hôm nay có một điều rất lạ ở trong xã hội của chúng ta, đó là dầu có những con người nhiều tuổi, tức là tuổi đời thì cao, trưởng thành rồi về sinh học, nhưng về vấn đề tâm lý, về tinh thần thì lại như là một đứa trẻ. Người ta non nớt ở trong việc ứng xử. Tâm lý của con người này dễ bị ảnh hưởng. Họ trở nên đố kỵ với nhau, ganh tị nhau, người ta dễ giận hờn nhau, người ta cũng có nhiều điều mà vùng vằng, dậm chân dậm cẳng phản ứng ở trong cuộc sống như là một em bé. Điều đó không phải chỉ ảnh hưởng tâm lý ở trong xã hội, nhưng nó cũng là một biểu hiện ở trong cộng đồng thuộc linh của chúng ta, ngay trong nếp sống thuộc linh của tôi, của quý ông bà anh chị em. Cho nên có những người con dân của Chúa, chúng ta sống lâu năm ở trong hội thánh, nhưng về đời thuộc linh, về tuổi thuộc linh của chúng ta thực chất vẫn như là một em bé. Nay yêu Chúa vững vàng, ngày mai không yêu Chúa ngã đổ. Ngày hôm nay vui, ngày mai buồn. Ngày hôm nay gần gũi với anh em, ngày mai phân rẽ. Và có nhiều điều khác khi một người trẻ con ấu trĩ trong thuộc linh, thì người đó cũng sẽ thể hiện những điều ấu trĩ ở trong đời sống, trong sinh hoạt giữa đời thường của chúng ta. Một người trẻ con thuộc linh sẽ là một người sống theo kiểu nay thế này mai thế khác, không có sự ngay thẳng ở trong đời sống. Một người trẻ con thuộc linh sẽ là một người không bao giờ sống ở trong tâm thế của một người đại lượng. Tấm lòng luôn hẹp hòi, nghĩ những điều tầm thường, tủn mủn, nhỏ nhặt. Một người không thực sự trưởng thành trong thuộc linh, người đó sẽ là một người không hề có những tinh tế ở trong ứng xử, và không bao giờ trở nên một người vững chắc để cho người khác có thể nương tựa vào. Ngày hôm nay chúng ta thấy những người ứng xử như trẻ con đang thể hiện xung quanh chúng ta trong cuộc sống của thời đại mà chủ nghĩa thực dụng đang được đề cao. Chủ nghĩa cá nhân cũng được chú trọng đến. Và điều đó đang lây lan trong đời sống của tôi với quý ông bà anh chị em, ngay cả trên lĩnh vực thuộc linh chúng ta. Cho nên ở đâu đó trong hội thánh, ông bà anh chị em sẽ thấy có những người họ nói những lời thiêng liêng, họ đều đặn có mặt ở tại nhà thờ trong các buổi thờ phượng, nhưng đời sống của họ đi ngược lại với những gì họ tỏ ra, không có chân thật.
không có cái dũng khí để nhìn nhận được những gì yếu đuối của mình, sai trật của mình. Một người không có trưởng thành, không có trượng phu, đó là người chỉ nghĩ đến mình, tập trung lo cho mình, giành giật điều này điều kia cho mình, thu vén mà không bao giờ sẻ chia cho những người xung quanh. Nhưng ngược lại, một người trượng phu biết tỉnh táo, biết cảnh giác, thì chúng ta sẽ là người vượt lên trên những gì mô hình non nớt, ấu trĩ mà thế giới người ta đang tìm cách để thể hiện mình. Người thuộc linh sẽ là một người sống một cách khí phách, dám làm, dám chịu, sống thật với con người mình, căn cứ trên lời của Đức Chúa Trời, bày tỏ những gì bao dung đại lượng cho những người xung quanh theo tinh thần Chúa Giêsu đã dạy, sống nghĩ đến người khác, phục vụ người khác, chứ không phải chỉ là những người thu vén cho chính mình. Một người sống trượng phu là một người không phải đụng đâu nói đó, nghĩ sao nói vậy, mà sẽ là một người chín chắn, cân nhắc, ứng xử tinh tế ở trong mối quan hệ giữa mình với anh em, giữa mình với những người lân cận, ngay ở trong thời đại đầy những nhiễu nhương của ngày cuối rốt. Ông bà anh chị em, chúng ta thử nhìn lại xem, tôi, quý ông bà anh chị em có một tuổi đời rất dài ở trong tổ chức của Hội Thánh, nhưng ngay trong những ngày cuối rốt này, trong thời đại người ta sống thực dụng này, chúng ta là người tỏ ra trưởng thành hay vẫn còn là những người ấu trĩ thuộc linh? Chúng ta là một người sống với anh em mình trong tinh tế, trong chân thật, hay ở trong chúng ta người ta không thấy được một con người khí phách dũng mãnh, nhưng chúng ta đã bị đời lôi cuốn, mất đi những phẩm chất cần có của một con người vững vàng trưởng thành ở trong Đức Chúa Giêsu Christ? Không ai dám xét đoán chúng ta, nhưng chính chúng ta biết mình là người trượng phu hay là một người con trẻ. Chúng ta biết mình là một người trưởng thành vững chắc, kiên định, hay chúng ta là một người non nớt, nghiêng ngả bên này, nghiêng ngả bên kia. Và xin Chúa giúp cho một người trượng phu là một người luôn chân thật. Một người trượng phu là một người có một động cơ trong sáng. Người trượng phu là người luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Một người trượng phu là một người tinh tế để ứng xử ngay trong những ngày sóng cao gió lớn đang ập vào trong Hội Thánh, đang ập vào trong cuộc đời chúng ta và đang nổi lên ở giữa xã hội này. Điều thứ ba, một người tỉnh thức là một người kiên định trong thuộc linh. Thánh Kinh chép: anh em hãy tỉnh thức và mạnh mẽ. Từ liệu mạnh mẽ ở trong ngữ cảnh này có nghĩa là vững vàng, có nghĩa là kiên định, sáng suốt, sâu sắc, kiên định trước mọi giông bão. Điều này hàm ý nói rằng người này có sức mạnh, sức mạnh ở trong tâm hồn, sức mạnh trong thuộc linh, nó được hình thành từ mối liên hệ với Chúa, chứ không phải do khả năng trí lực của con người. Sức mạnh đó đến từ Đức Thánh Linh, giúp cho người này có đủ bản lãnh về lý trí lẫn thuộc linh, đương đầu với những thách thức, với cục diện đang suy đồi, với những điều rối rắm xung quanh, và hoàn thành
cả sứ mạng Chúa ủy thác. Dẫu cho dường như cả thế giới, đám đông đang đối nghịch lại với bản thân mình vì sống theo tiêu chuẩn của Chúa. Có thể diễn dịch cả phần câu liên quan như sau: không như trẻ con nữa mà ứng xử trong tư cách người trượng phu, bản lãnh và kiên định để sống như điều Chúa muốn. Có một câu chuyện một nhà diễn thuyết của người Anh khá nổi tiếng, ông tên là Rowland Hughes. Rowland Hughes có một ngày kia ông đi vào trong phố, ông thấy có một người dẫn theo một đàn heo. Và lạ lắm, ông đi đâu thì những con heo này nó đi theo đó. Và thậm chí khi ông đi vào cái cổng của lò sát sinh thì cả bầy heo cũng đi theo ông vào lò sát sinh. Roland Hill thắc mắc lắm và ông đến gần cái người dẫn bầy heo đó. Ông hỏi là ông có nghệ thuật gì mà ông có thể dẫn cả bầy heo đi đâu nó cũng đi, và thậm chí đi vào trong lò sát sinh mà nó cũng đi. Ông nói rằng: thưa ngài, đơn giản lắm. Đó là tôi luôn đi bên cạnh tôi có một cái thùng đậu, cho nên thỉnh thoảng đi là tôi thảy một vài cái hạt đậu xuống. Và bản chất của loài heo là chỉ nhìn thấy trước mắt và giải quyết cái bao tử của mình, nó tham ăn. Cho nên tôi dẫn đi đâu thì hãy đến lúc nào tôi cần thì tôi nhử cho nó một vài hạt đậu, thế là nó đi theo tôi. Và kể cả khi tôi dẫn nó đi vào lò mổ, nó vẫn cứ đi. Roland Hill đã áp dụng như thế này. Quả thật như vậy. Ngày hôm nay Satan và mọi công cụ của nó cũng đang rải ra nhiều chiêu thức để có thể dẫn dụ những con người non nớt, thiếu kiên định, nhìn vào những gì trước mắt và cứ đi theo, ủng hộ, ca ngợi cho những gì mình tưởng đó là điều tốt lành, đó là thay đổi, đó là sung sướng. Nhưng kỳ thực mình tự mình đi vào chỗ chết trong cả nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Thưa quý ông bà anh chị em, người kiên định sẽ là người đứng vững, không dễ bị mê hoặc, không dễ bị dụ dỗ trước những chiêu thức, trước những gì lợi lộc. Người kiên định cũng không bao giờ là người nhìn những gì trước mắt, nhưng bởi sự vững vàng trong đức tin, thấu hiểu lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ, người này được trang bị một tầm nhìn để nhìn xa, thấy rộng, chẳng những nhìn hiện tại mà nhìn thấu suốt cả cõi tương lai. Chẳng nhìn ở bên hữu mà người này còn có thể nhìn ở bên trái để có thể thấy mọi điều xảy ra cho mình và rút lại cho mình những tinh túy quyết định mà đứng vững với Chúa. Một người không kiên định sẽ là người đổi thay, người đứng núi này trong núi nọ. Người không kiên định tất nhiên là người không ổn định thuộc linh, không ổn định trong đời sống sinh hoạt mà cũng không ổn định trong thuộc linh. Cho nên người đó dễ để có thể bị nghiêng ngả và tự mình đi vào chỗ chết. Nhưng một người kiên định thuộc linh ngay trong thời điểm này, đó là người có thể nhìn nhận được thực trạng của hội thánh chung, không lý tưởng hóa, nhưng phải biết rằng mọi điều Chúa dạy dỗ cho dân sự của Ngài báo động cho họ biết rằng thời kỳ cuối cùng đã đến, và con dân của Chúa đang sống trong những ngày cuối cùng này, thì cả hội thánh lẫn bản thân phải đối diện với những thách thức. Thách thức từ phía bên ngoài cho đến bên trong. Người Cơ Đốc mạnh mẽ sẽ là người bày tỏ được tâm thế ngay ở trong những điều nhiễu nhương, suy đồi của xã hội,
suy đồi thuộc linh trong hội thánh. Nhưng người này sẽ là người tâm thế rằng hiểu biết, có những nhận định đầy khôn ngoan, chín chắn bản lãnh, để phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là thiêng liêng, đâu là điều xác thịt, đâu là điều chỉ lý luận thuyết suông, đâu là điều ứng dụng thực tiễn. Năng thuyết bất năng hành cũng là điều ngày nay đang diễn ra xung quanh chúng ta. Có những người họ nói thiêng liêng lắm, họ trưng dẫn kinh thánh cho ông bà anh chị em lào lào, mình ngó vô như là một thiên sứ xuất hiện vậy. Nhưng rồi họ sống ở giữa đời, họ tỏ ra những bông trái hoàn toàn ngược lại, mà chúng ta chỉ nhìn thấy được người này như thiên sứ sáng láng, mà không thấy người này thể hiện những bông trái hoàn toàn phản lại với bông trái Đức Thánh Linh. Cho nên chính vì vậy chúng ta không kiên định được. Bây giờ lời Chúa nhắc cho tôi và quý ông bà anh chị em ở đây, hãy cảnh giác cao độ, hãy sâu nhiệm vững vàng trong đức tin, hãy sống với tư cách là một người trưởng thành để nhận định được mọi điều Chúa dạy, đứng vững trong những điều Chúa dạy, dầu cho có cả thế giới này chống lại chúng ta. Nhưng trên nguyên tắc lời của Đức Chúa Trời, dựa vào uy quyền của Chúa, vào sự bảo đảm của Chúa, chúng ta sống với lời Chúa và bày tỏ sự tin kính đó bằng nếp sống của chúng ta mỗi ngày ở giữa đời. Một người tỉnh thức, cảnh giác cao độ trong thời điểm này là người kiên định thuộc linh, ngay khi những ngày cuối rốt đầy những nhiễu nhương xảy ra xung quanh chúng ta, từ bên ngoài cho đến bên trong hội thánh. Điều cuối cùng lời Chúa dạy cho chúng ta ở đây trong câu thứ 14, lấy yêu thương làm tiêu chí sống. Hãy tỉnh thức, mọi điều anh em làm hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Từ liệu yêu thương Kinh Thánh dùng ở đây trong nguyên văn, đó là yêu thương vô điều kiện. Yêu thương ở đây có nghĩa là hy sinh vì ích lợi của người khác. Yêu thương ở đây có nghĩa là thấu hiểu người khác, chứ không phải chú tâm mưu cầu tư lợi riêng cho mình. Cho nên điều Chúa dạy ở đây, một người cảnh giác cao độ trong thời điểm này, đó là người từ mọi nghĩ suy, lời nói, hành vi, nó cần xuất phát từ một động cơ, đó là động cơ trong sáng, nhân hậu của tình yêu thương, và tập chú đến điều lợi cho anh em, cho hội thánh, cho vương quốc Đức Chúa Trời, chứ không phải vị kỷ nghĩ riêng cho mình. Nhưng ông bà anh chị em thấy ngày nay, khuôn mẫu vị kỷ dường như đang được đề cao và tập chú đến. Tất cả những gì mà toan tính, người ta đều toan tính cho mình mà không nghĩ đến những người thân yêu. Kể cả đôi lúc là chồng là vợ, kể cả đôi lúc là cha là mẹ là con cái của mình. Rộng hơn, không bao giờ người ta nghĩ đến lợi cho những người ở bên cạnh mình, trong cộng đồng của mình. Và chắc chắn những người như vậy trở thành có một nếp quen ở trong tư duy, chỉ nghĩ đến mình mà không bao giờ nghĩ đến tiền đồ của hội thánh. Ai chết mặc ai, anh đứng vững hay anh ngã không liên quan gì tới tôi. Hội thánh nhóm lại đông hay vắng cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Việc đó dường như của ban chấp sự, việc đó của ông quản nhiệm. Tôi thấy mình vẫn là một người trung tín. Một người sống vị kỷ
là một người thích thể hiện cái tôi của mình. Người đó tập trung làm sao bằng cách này cách khác, với nhiều xảo thuật, để người khác chú ý tới mình. Thế là đủ. Và người này có thể dùng mọi xảo thuật bằng những ngôn từ rất khác nhau. Nào là từ của Thánh Kinh, nào là những đặc ngữ của Tin Lành, nào là từ ngữ của yêu thương. Nhưng không hề thấu hiểu, không hề quan tâm, không hề có dang rộng bàn tay, vòng tay của mình ra để có thể nâng đỡ, sẻ chia, khích lệ những người xung quanh mình. Thỏa mãn ở trong lâu đài của quyền lợi, của vinh hiển, của bình an mà mình nhận được ở trong cuộc sống và trong Chúa. Cho nên một người sống như vậy là một người xây cho mình những lâu đài của vị kỷ, trong khi mình là người nhận lấy ân điển của Đức Chúa Trời. Mình sống ở trong một hội thánh của yêu thương, nhưng mình chỉ nói yêu thương mà không có một hành động yêu thương. Động cơ của mình nghĩ suy đã không yêu thương thì làm sao có thể có được hành vi của yêu thương? Chúa dạy và cảnh báo cho chúng ta ở đây. Trong những ngày cuối rốt này, lòng người vô cảm, lòng người chú tâm về vị kỷ tư lợi. Cho nên những người Cơ Đốc thực sự, những người tỉnh táo trong đời thuộc linh, phải là những người bứt phá, bứt phá khỏi lối mòn tư duy theo số đông của xã hội ngày nay là vị kỷ, vượt lên trên những điều tầm thường đó, phá vỡ những hàng rào này để sống một cách khác biệt ở giữa đời. Không phải chúng ta lập dị tạo sự chú ý cho mọi người, mà chúng ta sống theo khuôn mẫu của Chúa, biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Và qua đời sống của chúng ta ấy, tư tưởng của yêu thương, ngôn từ yêu thương, hành vi yêu thương, quan tâm đến những người khác, dầu những điều hết sức là nhỏ nhặt, nhưng qua đó danh của Chúa được tôn cao. Và rồi người ta thấy được những người tin lành hãy xuất hiện ở nơi nào, ở đó bày tỏ yêu thương. Những người bước vào trong hội thánh của Chúa ở đây hay là khắp mọi nơi, người ta thấy ở đây là một cộng đồng yêu thương. Những con người này nếm trải dư dật mọi điều ở trong Chúa rồi, cho nên không còn sống cho riêng mình nữa, không còn vị kỷ tham lam nữa, mà là những người sẻ chia, giang tay mình ra để nâng đỡ, để giúp cho những người khác, sống trong hy sinh, sống thấu hiểu. Và từ thấu hiểu đó sẽ có những hành vi để có thể hạ thấp mình xuống, dấn thân, nâng đỡ những con người khốn khổ, những con người buồn phiền xung quanh chúng ta lên đến một mức sống mới. Cho nên khi chúng ta sống yêu thương như vậy, thì tôi với quý ông bà, anh chị em, ngay trong những ngày cuối rốt này đi nữa, thế giới đầy những khủng hoảng, thế giới đầy những điều giả trá, thế giới đầy những điều vô cảm, chúng ta vẫn là những con người sống một đời sống ý nghĩa. 24 giờ đi qua, chúng ta vẫn thấy cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa cho con có một ngày đi qua ý nghĩa. Cảm ơn Chúa cho con còn sống động, còn hơi thở, còn đi lại được. Con còn có thể quan tâm cầu thay, con còn có thể thăm hỏi, con còn có thể gặp gỡ, khích lệ, nâng đỡ tinh thần anh em con. Con vẫn còn có một điều gì đó sẻ chia cho anh em con, không phải chỉ tinh thần mà cả vật chất. Và đó là điều con đang sống theo lời của Chúa dạy. Ở ngay giữa những ngày cuối rốt, đầy những lạnh giá trong cả nghĩa đen, nghĩa bóng, đầy những tối tăm trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng con là người ở trong vương quốc của Ngài. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em,
để tỉnh thức. Lời Chúa nhắc cho tôi và quý ông bà anh chị em trong hai câu ngắn ngủi này, đầy tớ của Chúa đã tóm góp lại, rút ra những tinh túy phán truyền cho chúng ta ngay khi chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh, ở trong một hội thánh dường như đang có những điều phát triển, ở trong một hội thánh chánh giáo nhưng cũng không tránh khỏi những gì ảnh hưởng của ngày quy rô. Dễ lắm chúng ta bị đời làm cho mình mê man, không còn tỉnh táo. Hãy cảnh giác, hãy tỉnh thức để chúng ta sống mỗi một ngày với bốn điều thể hiện trong cuộc sống của mình, hầu cho chúng ta trở nên một người sống đẹp lòng Chúa và sửa soạn để gặp gỡ Chúa trong nay mai. Lời Chúa dạy chúng ta, người tỉnh thức là người vững vàng trong đức tin. Người tỉnh thức ở trong thuộc linh là người sống cách trượng phu. Người tỉnh thức trong thuộc linh ngay trong thời đại cuối rốt này phải là người có bản lãnh, phải là người kiên định ở trong thuộc linh. Không phải bằng trí lực của mình, không phải bởi tiền bạc của mình, không phải bởi sức lực của mình, nhưng đó là trong mối liên hệ và nâng quyền sức lực từ Thánh Linh ban cho. Một người sống tỉnh thức trong thuộc linh là người sống yêu thương và lấy yêu thương làm tiêu chí của mình ngay giữa một thời đại vô cảm và lạnh giá. Lời Chúa nhắc, hỡi anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy hết lòng yêu thương mà làm. Nguyện lời Chúa khích lệ, nguyện lời Chúa dục dạ ông bà anh chị em với chính mình tôi. Trong những ngày còn lại, chúng ta là những người tỉnh thức, sống cảnh giác cao độ với đời, với Chúa để chúng ta sống đẹp lòng Ngài.